Em đã từng bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình có một ngôi nhà xây đẹp nhất bản thế này để ở không? Có ạ. Có à? Từ cái lúc mà anh lên chia sẻ thì đã ý nghĩ đấy chưa? Ôi. Ở đây thì cửa sổ đây thì khi mà cháu Lực bước tiến hành vào làm nhà thì cháu Lực cũng đã đọc thông qua một lần rồi cô bác. Và lần này thì cháu Lực sẽ không có thông qua là từng người một nữa. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Thời tiết ở trên vùng cao thì sáng sớm ra rất là lạnh cô bác. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì ở nhà làm gì? Ở nhà thôi ạ. Nhà thôi à? Nhà trăng trâu thôi ạ. Thân cháu lạnh như này thì cháu ăn cỏ không? Có ạ. Đấy, ở đây thì phải nói là hôm nay sương mù khá là nhiều rồi các bác này. Ở trên chỗ nhà của Sử là cái nơi mà gọi là gần rừng sâu nhất, cho nên là khi mà đến mùa đông thì rất là nhiều sương mù. Kể cả không phải đến mùa đông các bác, cứ đến có dịp nào là nó có sương mù nhiều, là trên nhà Sử là có sương mù nhiều nhất của bác này. Hay ở đây thì hôm nọ là khi mà cháu Lực gỡ cái lán ra này các bác này thì cháu Lực cũng đọc được ý kiến một số bình luận ở trên kênh là bảo không cho gỡ các bác. Thì bây giờ cái lán này thì hôm nọ là mấy anh em thợ là làm để tạm bợ thôi, thành ra là nó không có chắc chắn. Còn là nếu mà như sau này mà như Sử có làm mà thêm một cái để mà phơi thóc phơi ngô đây nhá, Vâng. thì là mình đi chặt cái to này này thì Vâng. mình làm thì nó mới được chắc chắn của bác. Thứ sau này mình khi mà mình phơi thóc phơi ngô ấy, ở trên nó còn có cả bác thóc này, có cả ngô này, thì thành ra là nó rất là nặng thì nó sẽ sợ là sập của bác ạ. Hay ở đây thì khi mà cháu Lực đi vào gỡ thì cháu Lực cũng đã suy nghĩ ở cái điều này rồi. Khi mà cháu Lực đăng tải lên video lên thì có một số các bác sẽ nói rằng là tại sao lại gỡ cái lán đi, để như vậy thì cũng được, sau này mình có tận dụng lại để mà phơi ngô. Đấy. Ý kiến của các bác thì cũng đúng thôi, nhưng mà các bác lại không có suy nghĩ được rằng là hôm nọ mấy anh em thợ làm chỉ là những cái cây tạm bợ, làm mà toàn bằng cái cây cây tre này, cây tre non ấy, thành ra là nó đã bị khô rồi. Thì mình phải gỡ đi để sau này mà mình muốn làm ở đây thì mình phải làm lại cái cây nó thật chắc chắn. Ví dụ cây to như kiểu quay sa mộc này, làm cột nó thì nó mới chắc chắn được. Thế còn phần sân đấy các bác, còn phần sân thì bây giờ cháu Lực phải là khi mà lắp cửa xong mọi cái thì cháu Lực đi vào và xem là cái tiền còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực sẽ mua xi lên để láng lốp cái phần sân này cho ba ông cháu nữa các bác. Ở đây thì hôm nọ là mấy anh em thợ cũng đã láng một chút ở đây rồi các bác này. Chỗ này thì láng được hơn nọ hơn là 1 mét một chút thôi, ngang thì được 5 mét. Còn hôm nay anh em lên thì đi gỡ cái lại cái phần ránh đằng sau này. Vâng. Đấy. Ở đây thì khi ở đây thì hôm nọ là em cùng với lại ông làm à? Vâng. Là chuyển cắt ra bên kia đúng không? Vâng. Ở đây thì đáng lẽ ra là hôm nọ là cháu Lực lên kịp thì mua bao lên để mà mình đóng lại thì nó sẽ được hơn các bác, nhưng mà hiện tại thì cháu Lực để lên trên này các bác này. Cháu Lực cũng đã dùng những cái tấm ván này để mà đậy lại rồi thì thành ra là mưa về nó cắt nó sẽ không có sợ trôi nữa. Cắt này thì bây giờ vẫn còn là dư khá là nhiều, thì sau này khi mà hoàn thiện bàn giao căn nhà cho ba ông cháu thì ba ông cháu muốn tận dụng cắt đấy để làm mà việc gì cũng được. Cái thùng kia là mang về rồi à? Vâng. Cái nguồn nước bên này là bị cạn rồi nhỉ? Vâng. Còn lại mỗi nguồn bên này là chảy thôi các bác. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ đi vào và gỡ hết những cái tấm ván. Khi hôm nọ mấy anh em thợ là đổ cái ránh các bác. Đấy, anh đập ra đó. Ông thì có ở nhà không? Không ạ.
ông đi đâu rồi? Ông xuống chợ đấy. Xuống chợ là xuống sáng đấy à? Dạ. À. Đấy, gỡ bỏ hết cái tấm ván lên ra đi. Dạ. Thế còn phần đằng sau nhà này xử này, lúc nào mà mình xúc đất ở đây, mình xúc đất này mình đổ vào đây cho nó bằng bằng, xong rồi mình dầm nó xuống cho nó chắc đi. Đây. Ây da, cứng phết đây nhỉ. Ui. Ở đây còn một cái nữa. Làm bằng cái ránh nước này thì không có sợ là nó bị chảy đi xuống phần dưới móng nhà đâu cô bác nhá. Đấy, cái ván gỗ này thì một tí nữa mấy anh em làm xong thì nó chạy lại gỡ bỏ ra bên kia hết. Đây. Vậy ở đây thì khi mà vỡ cái tấm ván ra thì cái ránh nó cũng rất là rộng các bác nhá. Ở đằng sau nhà của ba ông cháu thì nước nó chỉ chảy từ bên này sang bên kia đâu các bác. Nó chỉ gọi là chưa được một nửa ngôi nhà. Tới đâu rồi? Đây à? Vâng. À đây, từ từ nhá, hai người có tấm ra trước đã. Đây. Đây. Ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại là lắp thêm cái phần cửa nữa thì là cũng là hoàn thành đúng không bác? Nhấc hẳn lên trên đi. Đây. Tay cẩn thận là nó trôi xuống dưới nhá. Nhà ở dưới này chưa được, Ồ, nó đang bị này có sức xà beng cơ. Thì mình gỡ được nhanh được. Rồi rồi. Cái kia một tấm đấy nhỉ? Vâng. Đấy, cái tấm ván này thì sau này có thể là tận dụng lại để làm chuồng trại cũng được các bác ạ. Đây à. Cái này cứng phết đấy nhỉ?
Để cho đấy. Dao chặt thôi. Tối xử đá lên trên này ngủ chưa? Chưa. Chưa đâu à? Vâng. Vậy để con vào xử nhá. Vâng. Để gọi vào sau này mình còn dùng để làm được việc khác nữa. Đây còn là phần phía tôn xốp này cô bác nhá. Tôn xốp này thì nó lập là nó dư ra khỏi cái ránh này, cho nên là khi mà trời mưa xuống thì nó không sẽ không có đi vào phần phía hiện tại cho lực đang đứng cả, nó sẽ chảy ở trên là cái ránh hoặc là nó ra ngoài một chút. Nó tùy vào cái lượng mưa mà nó nhiều hay ít. Nếu mà lượng mưa ít thì nó sẽ thẳng cái ránh luôn. Còn là lượng mưa nhiều thì nó có thể tràn ra ngoài. Vậy ở đây thì cái ránh này thì cháu Lực sẽ không có đổ là nó thẳng hàng đâu các bác nhé. Đổ nó sẽ cong cong ra bên kia một chút, tại vì là ở phần phía bên kia là pro nó bị rô nhô ra bao nhiêu, cháu Lực sẽ đổ theo cái tấm pro đấy mà đi. Có dao đấy ông Sử nhỉ? Hả? Dao ở trên đây có cái nào không nhỉ? Không ạ. Không à? Nào Sứ ơi. Ôi, cứ nhặt đấy nhá anh ạ. Thấy cái này ra để bên đây luôn. Vâng. Cái nguồn nước ở trên nhà của ba ông cháu của bác này đang ngé ra là đến mùa đông sờ nước là nó rất là buốt, nhưng mà cái nguồn nước này mình khi mà mình sờ vào nó rất là ấm. Vậy ở đây thì sau khi mà có, bây giờ chỉ lo ngại nhất là ở phần phía bên này thôi các bác này. Thì là sợ là nước nó có nhiều thì ra là nó bị chảy xuống dưới thôi. Chứ còn ở phần cái ránh bên này thì nó đã thẳng phần tôn ở trên này xuống các bác nhé.
thẳng phần tôn này xuống này. Cây cối thì để hết ở đây luôn là sứ. Vâng. Thế ở đây thì tất cả các trên khung cửa sổ của bác này, cửa sổ thì ở phần phía bên này thì cho được là bảo các anh thợ là làm hai cái phần mà nó đi sau này nước nó dột vào kính á, dột vào cửa sổ đấy, thì hai cái cánh cửa bên này với lại hai cánh cửa sổ bên này với lại cánh cửa sổ bên này thì cho được làm. Còn mấy cánh cửa sổ bên kia thì poro nó đã dư ra khá là nhiều rồi, với lại cái mái hiên dư ra khá là nhiều rồi thì cháu Lực sẽ không có lựa chọn để mà làm nữa. Hay bây giờ thì đợi khi mà nhà của nó khô hết tất cả mọi cái, khô như này các bác này. Đấy, khô như này thì có thể là vào sơn được, tại vì là ở đây là không phải là nó bị mưa nó hớt vào không các bác, thì ra là nó bị ướt ướt một chút thì vẫn chưa có thể vào sơn được, đợi bao giờ ngày nắng thì mới sơn được. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được phép là thông qua cái tiền quý với lại cái chi tiêu mà trong thời gian qua cháu Lực đã còn chi tiêu ra bao nhiêu và hiện tại thì còn dư ra bao nhiêu các bác nhá. Đây còn ở trên tay cháu Lực thì đang cầm cái sổ mà trong thời gian qua cháu Lực đã nhận được tấm lòng vàng cũng như là phần trợ duyên của các bác gửi tới cho bao cháu tổng là bao nhiêu. Đây thì sổ đây thì khi mà cháu Lực bước tiến hành vào làm nhà thì cháu Lực cũng đã đọc thông qua một lần rồi các bác, và lần này thì cháu Lực sẽ không có thông qua là từng người một nữa, cháu Lực sẽ tổng tất cả là kênh của cháu Lực là nhận được là bao nhiêu các bác nhá. Ở đây thì là cháu Lực nhận cái tiền quý làm nhà của bao cháu là từ ngày mùng 7 tháng 7 các bác, và đến ngày mùng 17 tháng 11 là cháu Lực đã đủ cái phần kinh phí để làm nhà cho bao cháu rồi các bác. Cái phần tổng của cháu Lực nhận được của kênh bản em là 156.593.000. Đấy, và kênh của bạn Trình là hoa cải vàng chuyển cho cháu Lực là 55.445.000 các bác. Tổng tất cả tiền kênh của cháu Lực và của kênh bạn Trình chuyển cho cháu Lực là 55.445.000 đồng thì là 212.038.000 các bác nhá. Là tất cả cái tiền mà quý của cháu Lực với lại hoa cải vàng chuyển cho Lực là 212.038.000 các bác. Và trong đó thì cháu Lực đã chi đi là 179.185.000 các bác ạ. Đây ở đây thì tất cả mà khi mà anh đưa vật liệu cho Lực tất cả là đều có hóa đơn biên lai hết tất cả các bác nhá. Ở đây thì cháu Lực lấy là thành 4 lần. Đấy, ở đây thì đợt đầu tiên mà cháu Lực lấy vật liệu vào là ngày 21 tháng 10 năm 2023. Và chuyến thứ hai thì là ngày 22 tháng 10 năm 2023. Chuyến thứ tư là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Và chuyến thứ 5 là chuyến cuối cùng là ngày 3 tháng 12 năm 2023 cô bác. Ở đây thì tổng tất cả mà 4 lần cháu Lực lấy vật liệu đi vào nhà của bao cháu cô bác nhé. Ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là thông qua một chút là cái số tiền mà hiện tại cháu Lực đã chi đi bao nhiêu đâu cô bác nhé. Còn sau này làm cửa, còn phần cửa mọi cái thì đến lúc mà hoàn thiện ngôi nhà của bao cháu thì cháu Lực sẽ có một buổi là công khai ngôi nhà của bao cháu lên cô bác nhé. Cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực khi mà cháu Lực hoàn thiện tất cả mọi cái thì cháu Lực sẽ đi vào và công khai cái số tiền là chi vào những cái đồ gì chi ly và tỉ mỉ hơn cô bác nhé. Trước anh có bảo sử là kênh của anh là nhận được là 156 triệu đúng không? Đấy, 156 triệu thì trong đó thì được là anh Trình là anh ấy chuyển cho anh là 55.445.000 là tổng khi mà anh tiến hành vào làm nhà của em trong thời gian khi mà anh thiếu vật liệu nữa thì được bản anh Trình là chuyển cho anh. Đấy, thì tổng tất cả cho Lực anh cầm là 212.038.000. Đấy, và trong đó thì bây giờ khi mà gần hoàn thiện ngôi nhà rồi thì anh đã chi đi đất là 179.185.000 rồi. Đấy, bây giờ thì còn là phần cửa nữa thì là cũng xong rồi.
Đấy, là phần cửa nữa thì là anh xem tính xem nếu mà nó còn là dư bao nhiêu thì anh mới biết là đường là làm sân này nhá. Đấy, cái chuyến vượt liệu cuối cùng này các bác này, chuyến vượt liệu ngày mùng 3 tháng 6 thì là cái sắt nó tăng lên hình như là 500 đồng với các bác ạ, hôm đấy ấy. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng thông qua một chút rồi các bác ạ. Đấy, đến hôm nào mà làm xong nhà thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là chi tiết rõ hơn các bác nhé. Đấy, rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Bây giờ sắp làm nhà xong thì úi dậy đâu ấy định dậy nhỉ. Bây giờ sắp làm nhà xong có vui không? Có à? Đấy, em đã từng bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình có một ngôi nhà xây đẹp nhất bản thế này để ở không? Có ạ. Có à? Từ cái lúc mà anh lên chia sẻ thì đã ý nghĩ đấy chưa? Có ạ. Ôi, thì lúc mà anh lên chia sẻ anh không, tại đấy kênh anh còn nhỏ anh không biết là được bao nhiêu tiền mà có ý nghĩ đấy rồi. Vâng. Đấy, bây giờ xử thì phải nói là sau một quãng thời gian khi mà tiếp xúc với lại cháu Lực với lại bạn Trình Hoa Cải Vàng ấy các bác, thì hai anh em cũng có đưa nhau đi huyện mấy lần rồi, thành ra là bây giờ em cũng thay đổi khá là nhiều các bác, không còn cái vẻ tự ti như là hôm thời gian đầu mà cháu Lực vừa mới lên gặp nữa. Thời gian đầu gặp thì xử đen đen rất là nhiều các bác ạ. Ở đây thì hầu như là quần áo này thì bán Phạm gửi cho đúng không? Vâng. Dây thì bán Phạm gửi cho. Vâng. Quần thì hình như là mua sao đúng không? Vâng. Quần là mua, dây thì là bán Phạm gửi cho. Đấy. Ở đây thì những cái món đồ nào mà khi mà các em mặc lên thì cháu Lực đều biết cả các bác. Tại sao cháu Lực biết thì cháu Lực là người nhận quà và người mở quà cùng các em cả. Cho nên là cháu Lực biết ở đây thì có mỗi một lần là mở quà là mở chỉ có mở ở nhà anh thôi đúng không? Vâng. Xong là tất cả mọi cái khi mà anh nhận được thì anh đều lên trên nhà em là mở hết đúng không? Vâng. Anh mở như thế nào thì cái phần quà nào mà các bác gửi cho cháu Lực thì cháu Lực cũng lại cầm về. Còn cái phần quà nào mà các bác gửi tới cho các em thì cháu Lực cũng không có dám cầm về các bác. Sợ là sau này rất là mang tiếng của bác khi mà có thể là một chút sai lầm thì một chút sai lầm hay là một chút hiểu lầm thì nó mang tiếng cả đời của bác ạ. Người ta bảo là một lần mất tin mà vạn lần mất tín mà. Đấy. Cô chú của Sử thì đang đi một vòng quanh nhà rồi đấy, nhìn có đẹp không? Anh em mình đi vào trong nhà tham quan một chút nhá. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cái phần có phần bỏ dép không? Phải bỏ chứ nhỉ, quét sạch thế. Vâng. Bỏ được không? Được ạ. Bỏ đi. Đấy. Đây, ở trong nhà thì bây giờ tất cả quét ra sạch sẽ mọi cái hết rồi cô bác ạ. Đấy, ngày mai ngày kia nó nên lắp cửa và lắp cửa sổ là cũng là hoàn thiện rồi. Đến cuối cùng thì cũng phải nói là lời chào tạm biệt ba ông cháu rồi. Lâu lâu thì mới lên lại chia sẻ và thăm lại một lần nữa thôi cô bác. Giày này có đi ấm không hả Sử? Có ạ. Đi bền đấy nhỉ? Vâng. Anh tất này là hình như là anh nhớ không nhầm là được chị Nguyệt Thí là gửi cho đúng không? Vâng. Đấy, khi mà cháu Lực nhìn thấy là trên đây cháu có chữ gì bằng tiếng Anh thì đít ke hay là đít que gì cho cháu Lực không biết đọc tiếng Anh là nhiều quá. Rất là mong các anh sẽ thông cảm được. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng này thì là em Sử là cũng lựa chọn làm mấy nữa ngủ ở đây luôn. Vâng. Đấy, cháu Lực sẽ cố là cân đo đong đếm để xem là cái tiền quý nhà bọn cháu bao nhiêu thì cố gắng là mua cho hai em thêm một cái thêm hai cái giường nữa. Hay ở đây thì tủ với lại tivi thì cũng được là bà tủ là được bà tủ với tivi là được bà Vương Kim Thanh là mua cho. Phải nói là cháu Lực rất là biết ơn bà Vương Kim Thanh từ lúc mà cháu Lực vừa mới chia sẻ lên hoàn cảnh của ba ông cháu thôi. Lần đó thì cháu Lực cũng có kinh phí còn hạn hẹp, thành ra là cháu Lực vướng bận một chút là công việc. Thành ra là cháu Lực cũng hẹn bà là 10 ngày. Thì đến 10 ngày sau thì cháu Lực mới lên trả được chương trình bà, thì bà cũng hết sức tạo điều kiện cho cháu Lực để mà hoàn thiện cái chương trình của bà khi mà gửi tới cho ba ông cháu. Và cái số tiền đấy thì cháu Lực còn nhớ là hơn 7 triệu bao nhiêu cô bác ạ. Và bà cũng trích cho cháu Lực là hơn 1 triệu. Và trong đó thì còn dư còn lại thì là mua một cái tách hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu và còn 2 triệu, hình như là còn 2 triệu thì để cho ba ông cháu mua thức ăn. Đấy, khi mà cháu Lực không lên được thì cháu Lực cũng đã gửi tiền cho ba ông cháu để mà mua thức ăn rồi. Đấy, và thứ hai thì là được bà An Phạm, bà có gửi cho ba của cháu là một cái bộ bàn ghế để mà mình ngồi uống nước nhá. Vâng. Ngồi uống nước này này. Theo Sử thì bộ bàn ghế thì mình nên đặt ở đâu thì cho nó hợp? Không biết ạ. Không biết à?
Thế theo như anh, nếu mà nhìn thì mình đặt ở đây góc này này. Đấy, có một cánh cửa sổ đi vào. Còn là bên kia thì vào phòng bếp thì nha là mình, à vào phòng ngủ thì mình không có đặt được nữa rồi. Đấy, ở trên nhà của ba ông cháu của bác, phong tục của người Mông thì không có đặt bàn thờ của bác ạ, thành ra là không có, mình không phải mua cái bàn thờ nữa. Hai cửa sổ hai bên thì có rất là nhiều những cái ánh sáng mà lọt được vào rồi. Còn là cái gian bếp này của bác này, cái gian bếp thì Tuấn Lực cũng xin được nói thêm một chút thôi các bác. Hôm nọ thì Tuấn Lực ốp vào cái phần tường nhà học sinh có lẽ là hơi cao, thành ra là bây giờ chỉ có dư lại được là một chút để Tuấn Lực ốp được một miếng này thôi. Đấy, ốp được một miếng thôi, ốp như này thì cũng khá là ok rồi các bác, nó cũng không quá là thấp nữa. Đấy, ở đây thì mọi cái này thì cũng chưa có đi vào hoàn thiện, thành ra là lắp đường nước với đường điện thì chưa có thể là lắp được. À, khi mà lắp đường nước thì ở đây sẽ có một cái vòi sử nhá, Vâng. có một cái vòi mình rửa bát ở đây luôn Vâng. đấy, và ở đây thì sẽ có thêm một cái ổ điện để mình cắm cơm. Vâng. Đấy, đây thì có một cái bóng đèn. Vâng. Còn ba ông cháu thì có thể là ngồi đây sưởi cái bếp sưởi ấm cái bếp củi được các bác. Ở trên vùng cao thì phải nói là nếu mà nhà nào không có bếp củi thì cực kỳ là lạnh lẽo luôn các bác, tại vì là cái bếp củi nó là cái bếp mà truyền thống của mình rồi, cho nên là mình không không có thể là thiếu thiếu vắng được. Đây ở phần cái nhà vệ sinh thì hiện tại là cháu Lực chưa thể lắp được cái bồn rửa tay này của bác này. Hôm nọ là do là khi mà cái anh thợ bảo lắp ấy, thì thiếu mũi khoan đấy, ở trên xá thì không có cái mũi khoan đấy, thành ra là không có lắp được. Đấy thì để một hai hôm nữa khi mà mấy anh em thợ lại tiếp tục, cháu Lực mua mũi khoan rồi thì lại tiếp tục đi vào để mà hoàn thiện nốt cái phần nhà vệ sinh cho cháu Lực cô bác nhé. Ngay trong thời gian qua thì khi mà mới bước đầu vào hoàn thiện cái ngôi nhà thì phải nói là có rất là nhiều điều thiếu sót, nhưng mà trong cháu Lực cũng rất là may, có rất là nhiều bác luôn có rất là nhiều bác biết nhiều về cái kỹ năng mà cũng như là kinh nghiệm làm cái phần xây dựng nữa này, thì nhắc nhở cháu Lực rất là nhiều, thành ra là cháu Lực mới biết thêm một chút kinh nghiệm. Phải nói là khi mà cháu Lực làm xong cái ngôi nhà này thì cũng đúc kết cho bản thân mình là một chút cái kinh nghiệm về xây dựng nữa. Cháu Lực cũng mong rằng là sau này cháu Lực đi chia sẻ thêm vào những hoàn cảnh nào nhận được những tấm lòng vàng ở phần trợ duyên của các ông bà thì lúc đấy thì cháu Lực sẽ không còn bớ ngớ như hiện tại nữa. Đấy, tự ngắm lại cái thành quả của mình khi mà mình lên giúp ba cháu một chút cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là người mà lên chia sẻ ba cháu thôi, cũng không giúp đỡ được cho ba cháu là cái phần khoản tiền bạc là nhiều cả. Tất cả cái công sức thì đều là phải nói là tất cả cô bác anh chị trong nước và ngoài nước gửi tới cho ba cháu, thì đến thời điểm hiện tại thì có một cái ngôi nhà phải nói cực kỳ là đẹp rồi cô bác. À, chị mình với tấm này bà. Hóc xíu lúc yếu á. À. Này, trần hóc này á. Thưa đi cả một đây đấy. Tôi cùng mặt nữa à? Thưa hồi... Thưa thì bảy á. Ờ. Lại tủ cho thưa con đọc gì mà. Đi sống con có đi xíu ạ. Ồ. Đến làm nhá. Đến mùa đông này thì mỗi bạn nhỏ thì bố mẹ là mua cho một đôi tất này thôi các bác này. Mỗi người một đôi rồi đấy. Đây à. Đây, chú của sưởi đang chiêm hướng một chút của bác ạ. Lần đầu tiên nhìn thấy cái bếp lò trên này. Nói bằng tiếng Mông hiện tại là cháu Lực không có hiểu cho là bao nhiêu bác, chỉ hiểu vài câu là làm là rất là đều, rất là đẹp.
thầy chút này mấy này thủ văn nó vào xin lỗi không là thiên cái đấy là nằm thay mà giấu thiệt nè hay số dây thì mà lo chốt ta đây có nhờ gì nó lúc thì nhà thì hơn nó thầy lâu rồi anh nó lâu nay lâu sốt lâu nay này tóc tai yêu lo tao muốn lo tao sắp tại sao nó đang phân tích một chút nguồn nước của bác này. Nguồn nước này thì bảo là sắp cạn rồi. Sắp cạn rồi, sắp không có nước để dùng rồi. Buồn năm nay sắp đi mì mày mày chảy nó nên mình đếm chi đài không ạ? Ở đây thì các cô cũng đến thời điểm hiện tại thì bảo là nếu mà nguồn nước này có suất thì rất là tiện rồi. Ôi ôi, lại cái này mặc mỗi cái áo đi. Thay nha, cái này kết đấy tạm mộng. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã thông qua cái tiền quý của nhà bao cháu khi mà cháu Lực mới vào làm nhà thì đã được bao nhiêu. Và sau khi mà tiền của bạn Trình gửi cho cháu Lực là bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã thông qua hết rồi các bác nhá. Ở đây thì cái khoản mà trả tiền công thợ đấy thì là bạn Trình là trả 40 triệu. Còn khi mà cháu Lực đi vào làm hợp đồng thì là cháu Lực đã trả trước là 5 triệu rồi các bác ạ. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Bây giờ thì phải nói là mấy ngày nào thôi mà ở chỗ này còn một cái gọi là cái quả nương, một cái nương để mà trồng trồng miến dông thôi. Mà đến thời điểm hiện tại thì đã có một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà xuất sắc và cực kỳ là đẹp ở đây rồi. Ở đây thì khi mà cháu Lực ghi hình lên thì cô bác anh chị cũng đã cảm nhận được cái ngôi nhà của bao cháu. Thì nó đã so với lại tất cả cái ngôi nhà trên bản này thì là ngôi nhà của Sử đã là đẹp nhất rồi. Đấy. Còn là cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.